trường có vui không ạ? Có hạnh phúc không ạ? Việt Nam á, thì mùa xuân của Việt Nam á là mùa xuân là mùa gia đình đoàn tụ, là mùa mọi người yêu thương nhau, là mùa của tình yêu và là mùa sinh sống. Không biết mùa xuân của các bạn là mùa xuân như thế nào, nhưng đối với riêng Nam, mùa xuân là mùa của sum họp, mùa của gia đình. Nam nhớ là bố mình là một người rất là mạnh mẽ. Có duy nhất một lần ông ấy khóc, một lần bố Nam khóc là do hôm đó đêm 30 và ông ấy không được về quê. Đó là lần đầu tiên mà ông ấy khóc. Các bạn biết không, xuân năm nay cũng có rất nhiều sinh viên không được về nhà của mình, không được gặp mẹ của mình. Và Nam nói đến khóc lúc những cái mùa xuân như vậy. Có những mùa xuân rất buồn và có những mùa xuân không có mẹ, thì đó là thực sự mùa xuân là mùa đoàn tụ, là mùa của gia đình. Có những người rất nhiều vì lý do khác nhau, có người thì đang ở nước ngoài, có người thì còn công việc của họ nữa và họ không thể về nhà được. Thực sự mùa xuân sẽ không còn là mùa xuân nếu thiếu đi mẹ của mình. Không lẽ xin mình nghiệm mầm mẹ ơi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Chiến trắng về xa em.
nhiều, mặc đồ nhiều.